đi sinh tồn mà giờ bắt được con gì là mình bắt được con gì là bạn con đó nha. Ê, đây có này. Ấy có. Đây. Có đồ ăn hả? Ừ có nước uống. Ủa, nước uống. Đâu ở giữa. Chào cả mọi người nha. Thì bữa nay thì mình với Nhật sẽ đi 24 giờ ở bờ hồ. Thì ở đây thì có gì mình dùng cái đó. Vậy ha. À bây giờ trước khi đi thì trước khi mở đợt công việc này mình phải đi chắc chặt cái nạn quá, cái giò mình bị bong răng rồi ha, nhăn nhậu quá bị chuột cắn rồi. Giờ tụi mình đi chặt cái cây nạn cho Hiếu nha. Ơi nghe chỗ tay mày trong đất ở cái nhánh đó đó. Ừ cái nhánh đó thẳng mà nhỏ đó. Ừ cái cây nó chống vừa đó, nó không nhỏ mà cũng không lớn đó. Rồi bẻ xuống. À, giờ bạn Hiếu sẽ chế tạo cây nạn cho riêng mình. Đây là bàn chân xinh đẹp đi sinh tồn nè. Đây chào mọi người nha. Ok chào nghe mọi người. Không có gì khó đó. Chị vợ có làm đây. Đây xong rồi nè. Cái bữa nay bạn Hiếu sẽ đi sinh tồn với một chân và một con dao và một cây gậy. Đây là cây gậy con Hiếu đã mượn. Đi tìm hiểu cây gậy coi. À đây là cây gậy đi sinh tồn của bạn Hiếu nha. Sống chết cây gậy này. Ôi ơi đấy. Đó. À, đây bây giờ là bòi. Mọi thứ đi nhờ cái gậy đi hết. Cây con người con người bắt. Đâu đi thử coi giống không? Đi đi đi. Điểm hết luôn. Rồi, bây giờ mình cũng phải được thức ăn thôi. Què què phải lát đi tìm. Đi sinh tồn mà, giờ bắt được con gì là mình bắt được con gì là bạn con đó nha. Trong đây giờ có con gì ta? Anh đi ở xa đây là núi nha, đồi núi ha. Đây có này. Ơi có có đồ ăn hả? Ừ có nước uống. Ủa nước uống. Ủa? Đâu ở giữa rừng mà có khứa nào bỏ bia đi vậy? Ơi đậu à ta. Trời ơi đi sinh tồn kiểu này chắc đi sinh tồn dài dài luôn quá. À ơi đâu mà trao trong rừng mà có này nữa ta. Có lấy không? Giờ có nước uống rồi ha. Ừ. Cái đi cái thức ăn nè. Ừ. Giờ mình đi bắt ốc đi bắt cá gì vậy đi. Ốc ăn thì ốc. Ừ. À. Ôi gì vậy vậy vậy. Ơi ngon quá ta trời ơi. Đây. Mì omachi. Trời ơi, còn nguyên không? Còn nguyên, mình đang ăn rồi nè, đó. Trời ơi. Có thức ăn, có thức uống. Mì trộn luôn chứ. Trời ơi. Để chờ mọi người. Qua hộp ly, có thức ăn, có thức uống rồi đó. Đi, thôi. Chúng mình chỉ cần đi một vòng thôi là có thức ăn gì có nước uống luôn đó nha. Quá hiệu quả. Quá hiệu quả rồi, vô ha. Trời ơi. Bây giờ mình sơ chế nguyên liệu nha. Đó, nguyên liệu mới tìm được hồi nãy nè. Nguyên liệu này, trời đất đó. Sơ chế nguyên liệu. Này cũng đơn giản lắm, trút ra là chế nước sôi quất à. Cho mì trộn luôn chứ. Mì trộn. Giò què chứ đi đường dày thôi chứ hết đường gì đâu. Đạo lắm mọi người. Rồi bây giờ mình chế nước cho mình trụng mì ha. Dạ. Nóng vậy ha. Nóng. Cái thùng anh. Vừa ghê luôn ha. Đây nóng đây. Rồi giờ mình chắc nước ra. Mì chín rồi mình chắc nước ra. Mình trộn ha. Đó, ngửa lên, sập. Đó, rồi, chế sốt vô. Trời ơi, sắp cà chua nè. Sa
sao không ngờ mình đi sinh tồn mà mình may mắn mình nhặt được đồ ăn vậy luôn á. Đó 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 đó, trời ơi con nhấp hết chưa, một rồi để đây còn chút gươm sao, chút gươm lại gòn mà bò mới về nha. Còn gì kêu nhỉ, còn gì trong rừng, ở đây có rất nhiều cái tiếng kêu lạ. Nhưng mà cái ban ngày thì mình không sợ nha, còn cái ban đêm thì đừng có con gì kêu mà nghe lạ hết. Ở đây có con gái kêu ban đêm nghe lạ. Cái con đó ban đêm là lạ lắm đó. Ban đêm mà nghe cái con đó kêu là chạy luôn á. Hãy động lên. Trời nhìn ngon ha. Tuyệt vời. Này có cái trứng này. Trời quên, ơi. Quên. Ê, chúng mấy mình đi sinh tồn, mình đi kiếm trứng đi. Ờ, sinh tồn vô trong rừng mình mới có trứng đi. Ê, giờ ăn mì vô nha. Bụt quá. Giờ quá, đi sinh tồn cái này chết không được, chúng chửi chết. Chắc trời thương mình anh sao, cái giờ mày què đi bắt đồ ăn không được, đâu tự nhiên có hai tô mì. Trời ơi, đâu được coi. Mì trộn ha. Ừ, ngon nhá, sốt cà chua. Sốt cà chua. Ngon. Đây. Đây là toàn cảnh thanh niên đi sinh tồn. Què nè. Gãy nè. Tôi với Nhật thì đi kiếm cái gì đó để mà đốt lửa. Đó, bánh xàm. Tìm xàm nữa. Bây giờ mình sẽ đốt lửa trại, giờ sắp tối. Dạ. Nhưng mà giờ mình bẻ củi nhỏ, gió nó mang vàng. Mình quấn luôn một cái gốc cây bự này. Thấy không? Gốc cây này là chắc lỗi luôn. Mình sẽ chặt nó. Chặt gốc này là mình đốt tới sáng luôn á. Đây là cái lỗi cây. Khá là ok đấy. Cứng quá. Chặt được rồi, bay vô máy mà. Nghe nó mỏng thì đỡ hơn nhiều. Tưởng tượng á, chặt đi ba. Ừ, chặt đi, chặt đi. Chặt hoài không đứt. Mệt quá. Giờ tụi mình sẽ đi tắm. Cay kinh quá. Thôi tắm đi. Mình đi tắm, mình lấy sức lại xong mình lên mình chặt tiếp. Rồi mọi người nha. Ở này cực kỳ luôn nha. Bây giờ tôi đi tắm hồ nha. Kiền lắm mà không gì cả tắm mê cả. Cái chân cho, giờ cho dù mọi chuyện thấy nó như thế nào mọi sao không được. Xuống lên ơi. Trời ơi, trong nẹn nó bò vô. Ê, bỏ cái nẹn ra đi. Mày xuống nước là cái người mà nhẹ rồi. Để cái nẹn ra đi. Ở đây. Rồi, con bác sống dở làm luôn. Quá đã hả? Quá tuyệt vời. Bỏ cái nẹn trên đi để ướp. Đâu hụt cảm luôn. Ngã không được, tao thấy nó nghiêng rồi. Ờ cãi đi. Đây là hồ lớn nha. Đây mình sẽ quay toàn khung cảnh của bạn một giờ xuống tắm hồ. Ở đây nha. Mò thử đi. Nó ngập hết cái phần đất trắng luôn. Nó lên tới cái gốc cây của cái cây xanh luôn. Là nó có thể là nước nó cao hơn dài khoảng 4 cho tới 5 mét. Là cái bãi này ngập hết nè. Rồi tắm. Ta tắm thử coi.
Rồi anh đâu mò, mò thử coi có con ốc hay con gì không. Mát lắm, đứng là nghe mát rồi. Chào, có gì hả? Có. Đâu? Đâu đâu đâu, con gì được coi. Này con hến hả? Hến, mày nhận hến đúng không? Hến. Đúng không? Hến à. Con hến nè mọi mọi người. Không mọi người, hến phải không? Hến mọi người. Con này mình không biết chắc phải hết đâu, mọi người biết thì comment nha. Được rồi, đây đây. Ôi. À con này con sống nè, bự mày. Bự à? Bự bự bự. Ở cái này mà số lượng lớn lớn mình lên mình luộc cái mình lấy thịt cũng nhiều à. À? Rồi mình phải nhiều con. Đó đó coi đó. Đó coi trời. Ủa sao bắt nhanh quá hả? Nó nhiều lắm lại coi nè. À. Cái này tao tặng. Cái này là tao chuẩn bị chọi vô mặt mày nữa. Coi nè. Nè nè nè. Bị chó. Rồi bây giờ mình sẽ tạm tắt máy, mình xuống mình bắt chung với nó thử coi một chút nữa được bao nhiêu ha, rồi mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Giờ mình vô tắm vô bắt nha. Đây là khung cảnh đây. Trời ơi quá nặng luôn. Ờ giờ anh em mình lạnh quá lên. Đây là chiến lợi phẩm, móc coi. Okay. Được mới vậy nha. Đâu xè xè ra coi. Cũng lạnh dữ à. Hơi lạnh. Đây tao mình cũng móc túi nè. Nè, dèm nhiều quá. Mình nguyên túi rồi đây nè. Tao cũng móc luôn. Chắc dèm quá nhỉ ha. Ừ. Dèm bông hay sao chứ nhỉ? Hết á. Hết dèm bông. Mắt dèm rồi. Mình tính là mình rồi. Chết rồi. Được rồi em. Một nè mọi người nhìn nè. Cái này chắc cũng cả ký luôn á, nặng lắm, tại vì vỏ không à. Rồi, sau một thời gian nỗ lực mình không thể nào chặt được cái gốc cây này. Vì nó quá cứng, bây giờ tụi mình không phải bưng nó đi thì giờ tụi mình chơi cái đốt lửa ngay chỗ cái gốc cây luôn. Ha. Thì cũng như mình bưng đi thôi. giờ vã quá rồi. Rồi đốt lên mê, trời tối luôn rồi. Rồi, đã có lửa bùng lên. Đó, cháy lên rồi. Mình đào nó cháy thật luôn. Wow, tuyệt vời. Hy vọng là gốc cây này nó sẽ duy trì lửa cho tụi mình cái tới sáng nha. Yeah. Gốc cây này cũng chắc lắm ạ. À. Sao lại để nóng máy. Rồi bây giờ là tụi mình trụng nha. Nước sôi nè. Giờ tụi mình trụng mấy con hến này thử coi nó có bung ra tràm. Nó đủ nóng không? Một lon nào mới có gấp súp thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình tách ha. Mình tách mấy hến đó nè. Nè. Thấy không? Rồi. Rồi. Này tách chắc cần 2 tiếng là xong à. Không tới đâu. Thôi giờ mình để cho mình phụ nó một tay luôn cho nó lẹ. Rồi. Bây giờ là mình trộn rửa cái ốc như ốc bắt chiều là nha. Thấy ghê nè. Quay đây coi từ nãy giờ mình lựa được nhiêu đây nè. Giờ mình trộn đây con sạch cho nên nó còn nhiều cát, còn nhiều cái chất dơ tanh lắm. Đó. Trộn qua trộn lại. Đó là nước đục rồi. Rồi lấy cái nắp nãy đậy lại luôn. Chắc rồi phải không? Chắc nước rồi. Rồi ok. Đây là thành phẩm. Giờ mình sẽ dùng cái số thịt ốc này để mình. Này đây là nhiều lắm nha mọi người. Nhưng mà mình thì ăn không bán ăn này nhiều được. Ruột mình hơi yếu. Rồi giờ mình nấu mì ha. Mình nhát lắm. Đó. Rồi thì nấu mì. Bắt đầu mình chế mì nha. Bữa nay mình ăn mì hến. Mì hến, mì ốc gì đó. Ê. Rồi, để nó chín cái thưởng thức thôi. Rồi, mì cũng chín thôi nha. Đó, để quay tô mì hến nha hả?
bữa nay thì chung mà tay chân cũng không được lành lặn, thành thử ra là mình cũng như là tới đây thôi, đây là như là cố gắng rồi chứ tay chân được lành lặn thì mình làm nhiều chuyện thứ khác hay lắm. Giờ ăn xong no rồi mình cái định đi nghỉ, ngày mai mình qua bên kia có nắm đó nha mọi người, cái mì nắm á Nhật. Ừ. Qua bên kia mình còn vô cập nhận chứ ăn coi nó có ngọt cái mùi ốc không, cái mùi hến nè, mùi hến ngọt, mùi hến tươi ngọt lắm, rất ngọt luôn mọi người. À, một tô như vậy là có hến vậy là ngon ạ. Quên mời mọi người nha. Ừ, cứ ăn trước rồi mời sao không à. Nó ngọt lắm, với cái thịt hến ăn ngon ha. Nhìn chú lấy cái độ ngọt thôi, hến tươi vài con là ngọt, ngọt nước. Ăn bên bếp lửa bập bùng nè. Đây là cái hồ hồi chiều mình bắt này mà giờ nó tối thui rồi. Ở đây không khí nó là lạnh á, và nóng lửa, gió nhẹ nhẹ ha, gió nhẹ nhẹ hiu hiu, ăn tô mì. Tối nữa, đây là tô mì, đây là hai cái lon nước để chút mình nấu mì, cái tô mì của riêng mình nè. Rồi. Ăn hết tô này là no, là đi ngủ là vừa luôn luôn. Này no ngủ là vừa. Ừ. Tô này quá bự. Rồi. Ê, bụng mì chắc không? Mì hả? Ừ. Xui, tùy duyên. Chứ cái hến này là cái bụng yếu yếu mà nấu mì ăn cái này là đi đó. Mì không sao đâu, bụng cũng chắc mà. Ừ. Nhưng mà đừng ăn nhiều nha. Ừ, ăn vừa thôi. Hến tươi này thì mình ở đây ở ngoài của ngoài đồng của con giả. Thực ra là mình cái gì mình biết thì mình nên, còn mình có thể mình không chắc chắn mình tiết chế lại. Quá chừng quá chừng. Đó. Trời trời trời. Có lẽ tối là tụi mình sẽ đi săn. Hơi rất là ngọt mọi người. Tính là tối mình đi săn mà cái giò dày rồi không lẽ có thằng đi rồi thằng không. Thôi nên bởi vậy quá nhiều đậm đau lắm mọi người. Bởi vậy thua nên tối nay mình không có đi săn nha. Hẹn mọi người lại lần sau mình đi săn nha. Lần này đi mà què quặt quá. Tận hưởng không khí ở ngoài đồng bờ hồ. Nó mát. Là áp lực cuộc sống nó giảm bớt rồi mọi người. Áp lực cuộc sống nó giảm rất là nhẹ. Thoải mái lắm. Thôi mình đi thiên nhiên mà. Làm đi môi trường. Rồi mình vô đây rồi chủ hội với lại cái chủ nợ cũng không kiếm mình được ha. Mình nghe nó nhẹ nhàng. Đâu ra nhiều vậy. Đây. Rồi mình đóng lửa. Bình thường ngồi gần giờ rất nóng mà giờ nó có gió nè. Ngồi nó mát thôi. Đó, ơi quá trời đã. Ơi sáng rồi mọi người ơi. Ngủ dậy sau một đêm mệt mỏi. Và cái dâu què nó vẫn còn cà nhắc. Để mặt trời lên khỏi đòi à. Sáng đây chim kêu là khỏi ngủ luôn á. Chim khỉ cũng kêu quá chừng luôn. Hồi sáng còn sương mù luôn kìa. Quá chừng luôn. Ơi, giờ tụi mình dọn dẹp đi về. Về để hơi nắng nó lên. Giờ mình cũng đi về rồi. Cái nạn này chắc không cần thấu xài nữa. Cũng không có dọc dựng hai lèo bông cỏ thì người đánh sau. Ai què hoặc thì đối tiếp thôi nha. Mới về đây. Đây là cái nạn thần thánh của nó đã giúp nó đi sinh tồn từ qua nay. Ok, thì tụi mình đã dọc dẹp xong rồi. Thì bây giờ chắc mình cũng phải quay về thôi. Nắng lên rồi. Bết quá. Chắc không có gì thay đổi.
Rồi thôi chào mọi người nha. Chào mọi người nha.